quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chân dung mỹ nhân được Thiên Ân và Enfa Waraha đồng chọn trở thành tân hoa hậu hòa bình quốc tế. Mới đây, top 68 thí sinh của cuộc thi Miss Grand International 2022 đã bước vào phần thi phỏng vấn kính cùng dàn ban giám khảo quyền lực. Đây được xem là dịp quan trọng để các mỹ nhân thể hiện hết bản thân, tư duy và khả năng giao tiếp của mình. Dajani Lee, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014, cũng là một trong những ban giám khảo. Cô nàng đã đặt ra câu hỏi dành cho tất cả các thí sinh. Nếu được chọn một người, ngoại trừ bạn, giành chiến thắng ngôi vị tân Hoa hậu Hòa bình, bạn sẽ chọn ai? Bất ngờ rằng, mỹ nhân nhận được nhiều sự lựa chọn khác, chọn đăng quang nhất chính là Adina Chuli, đại diện của Indonesia, đồng thời là bạn cùng phòng của Thiên Ân. Cô được Enfa Waraha chọn trở thành tân hoa hậu vì sở hữu khuôn mặt và hình thể quá đẹp. Riêng Thiên Ân lựa chọn Adina đăng quang vì cả hai là bạn thân của nhau. Có tới 15 đại diện mong muốn đại diện của Indonesia trở thành người kế nhiệm Thùy Tiên. Chân dung hoàn hảo của mỹ nhân được lòng đại đa số các quốc gia tại Miss Grand International. Adina Chuli, 20 tuổi, cao 1m8. Cô được bổ nhiệm trở thành Miss Grand Indonesia 2022 và đại diện quốc gia để chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Hiện tại, Hoa hậu người Indonesia đang là người mẫu chuyên nghiệp và theo học ngành kế toán. Bên cạnh đó, mỹ nhân 20 tuổi có niềm đam mê ca hát. Tuy không có xuất thân nổi bật, nhưng Adina chứng minh nghị lực của mình bằng cách trở thành ca sĩ bán thời gian để tự trang trải tiền học phí. Không chỉ sở hữu chiếc mũi cao và khuôn mặt hoàn hảo, Adina Chuli còn là một trong những chân dài có hình thể nóng bỏng nhất của sân chơi lần này. Nét đẹp của mỹ nhân Indonesia được xem vừa vặn với tiêu chí friend. Khả năng tiếng Anh của Adina khá trôi chảy và không có khuyết điểm khi giao tiếp. Thành tích cao nhất của Indonesia tại Miss Grand International chính là chiến thắng của Ariska Putri Petiwi vào năm 2016. Sau 6 năm, liệu quốc gia này có thể tiếp tục giành tiếp vương miện một lần nữa và trở thành đất nước đầu tiên thực hiện cú back-to-back tại sân chơi này? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.